Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Nhâm Dần, đáp lời mời của Đại Đức Thích Tâm Khuyến cũng như được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Trần Tĩnh, Chư Tăng Tổ Đình Hoằng Pháp đã đến chùa An Sơn, thôn An Định, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chứng minh lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì. Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Thắng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Huệ Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Thông Hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tọa Thích Thông Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Minh Hải, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phổ Đức, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh, các cấp lãnh đạo chính quyền và đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa, tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Lạc, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đức Phổ, Trưởng Ban Tổ chức đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển ngôi già lam An Sơn. Tiếp đến, Đại Đức Thích Đồng Triết, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thích Tâm Khuyến, trụ trì chùa An Sơn, thôn An Định, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thượng tọa Thích Thông Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Sơn đến Đại Đức Thích Tâm Khuyến. Đối trước Chư Tôn Đức chứng minh, Đại Đức Thích Tâm Khuyến đã đảnh lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ được giao phó, nguyện lấy lý tưởng xuất trần, phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Tại buổi lễ, thay mặt Tổ đình Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An, cùng đại diện các cấp chính quyền, ông Võ Thành Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ và đại diện Phật tử chùa An Sơn cũng đã phát biểu chúc mừng Đại Đức Tân trụ trì. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, trước hết, trên hết, thay lời cho Hòa Thượng Đạo trưởng Tông Phong Hoằng Pháp, xin được gửi lời niệm ân, cảm niệm tri ân đến trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tòa, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi cũng như Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đức Phổ đã hết lòng nâng đỡ, tạo điều kiện thuận duyên để cho Đại Đức Thích Tâm Khuyến được gieo duyên, trợ duyên và bổ nhiệm trụ trì tại chùa An Sơn ngày hôm nay. Sự trợ duyên của Chư Tôn Đức đó là bước khởi đầu, là cái thuận duyên vô cùng lớn lao để những Phật sự sau này Đại Đức được thành tựu. Thành kính xin được niệm ơn đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Khuyến, đối với Tông Phong Hoằng Pháp hôm nay về tham dự được chúc mừng trên Đại Đức nhận một cái nhiệm vụ trụ trì, nói là chúc mừng, tuy nhiên đó là một cái trách nhiệm vô cùng lớn lao và là một nỗi lo của những người xuất gia nói chung và Đại Đức Thích Tâm Khuyến nói riêng. Kính thưa Đại Đức, không có con đường nào có đầy hoa và bướm mà không có chông gai. Cũng giống như vậy, trên những chặng đường đời đều có những gian nan và thử thách, đặc biệt đối với người xuất gia lại càng khó khăn hơn, và hơn nữa vai trò trụ trì lại còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Đối với một người trụ trì, đôi khi người dân hay là tất cả Phật tử, họ chỉ nhìn thấy những thành công, những kết quả mà chúng ta đạt được hoặc là quý thầy trụ trì đạt được. Tuy nhiên, cũng ít ai có thể thấy được những gian nan, những khó khăn, những thử thách mà mình đã phải trải qua. Cũng giống như một bông hoa khi được vươn lên, tọa mình có hương sắc thì người ta chỉ thấy được những cái màu sắc, mùi hương và người ta có thể hái lấy. Tuy nhiên cũng không thấy được rằng những bông hoa đó phải trải qua những khó khăn, những vùng đất
ẩm ướt để có những bông hoa tươi đẹp như vậy. Cũng giống như vậy, Đại Đức Thích Tâm Khuyến trong cái việc hoằng pháp, lợi sinh, trụ trì, đôi khi nếu như trong cái việc hành đạo có những cái không được ghi nhận, hoặc là có những người chưa hiểu, chưa được thông cảm, chưa nhìn nhận được hết cái công lao của mình là người trụ trì, chúng ta cũng không có gì phải buồn, phải lo. Tại vì đối với một người trụ trì thì phải lấy được cái niềm vui của tất cả làm niềm vui của mình. Nếu như một người trụ trì biết lấy được niềm vui, biết lấy được cái hạnh phúc của số đông, của tất cả Phật tử làm hạnh phúc, làm niềm vui của mình, thì khi chúng ta làm việc đạo, có khó khăn, có thử thách thế nào, chúng ta cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Hòa Thượng Thích Thông Hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đã có đôi lời khuyến tấn đến Đại Đức Thích Tâm Khuyến. Kính thưa quý liệt vị, lời đầu tiên tu tha mặt chư tôn thiền đức tăng ni có lời tán thán và quan hỷ chúc mừng lễ bổ nhiệm hôm nay Đại Đức Thích Tâm Khuyến trú trì chùa Ân Sơn cầu tranh tam bảo do hồ và chứng minh bổ lễ được viên mãn thành công tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, đối với giáo hội và chính quyền đại diện cho pháp lý, vị trụ trì là cán bộ cơ sở đều dưới sự điều hành của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị trụ trì nói riêng và chư tăng nói chung đều phải thực hiện theo nội quy ban tăng sự trung ương 185, quyết định hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam khoảng 8 điều 2018 và 2022, quyết định hội đồng trị sự ban hành ngày 18 tháng 9 2018, gồm 35 điều, 85 chương, vị trụ trì phải gánh việc này. Hai là vị trụ trì phải thực hiện quyền người công dân 1.2 điều 32 luật tín ngưỡng tôn giáo. Đó là trách nhiệm của vị trụ trì ra làm việc đứng trước giáo hội. Kính thưa và kính gửi Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận, thôn xã giúp đỡ cho vị tăng trụ trì này về ở địa bàn này sinh hoạt quyền ngự công dân tốt đạo đẹp đời đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. Thì thầy cũng tha mặt chư tôn thiền đức trong ban trị sự cầu tranh tam bảo do hồ chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và quý vị khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền được dồi dào sức khỏe phục vụ dân tộc và trân có đồng bào Phật tử chúng ta. Chúc lời chúc mừng trân trọng kính chào liệt quý vị. Qua đây, Hòa Thượng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền tại thị xã Đức Phổ đã và luôn giúp đỡ, tạo mọi thuận duyên trong các công tác để Phật giáo thị xã Đức Phổ luôn đạt kết quả tốt trong mọi Phật sự. Nhân dịp này, tân trụ trì chùa Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Tâm Trường đã thay mặt chư tăng gửi tặng quà chúc mừng đến Đại Đức Thích Tâm Khuyến, trụ trì chùa An Sơn.